mình á, thì cô đã dạy các em hồi năm lớp 10 rồi. Phải nói là một cái ấn tượng mà cô không bao giờ quên được ở cái lớp 10A năm. Tức là có những cái tiết thứ năm cô rất là mệt, dạy tiết thứ năm là mệt lắm. Nhưng mà tự nhiên vô tới cái lớp 10A năm thì bỗng như là bao nhiêu mệt nhọc là nó xua tan hết. Cái ấn tượng của cô đối với 10A năm lúc nào cũng vậy. Nghĩa là vô tới lớp và cảm thấy thoải mái và bao nhiêu sức lực mình là mình muốn dồn hết giảng cái bài đó ra cho các em. Cô vào lớp 2 năm cô có ấn tượng rất tốt là các em rất ngoan. Đặc biệt là ý thức làm bài, kiểm tra, trong giờ kiểm tra rất nghiêm túc. Đó cái niềm mình phải nói là mình tự hào, hầu như đó là một trong những cái mà đặc điểm của học sinh Ngô Quyền nha, tự tin, tin ở chính mình và tin ở khả năng của mình. Thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu như mà chúng ta mà tất nhiên là làm vừa công việc đoàn trường vừa công việc giảng dạy như thế này thì nó công việc nó bộn bề hơn so với việc là chỉ có làm ở công việc đoàn ở trường thôi hoặc là chỉ có giảng dạy thôi. Thế nhưng nếu mà chúng ta mà biết sắp xếp rồi chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua thì sau rất là nhiều những cái bộn bề như vậy mà chúng ta giải quyết được hết, chúng ta sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, gọi là rất là do mốt. Nếu như mà không có những cái áp lực, không có những cái bộn bề như vậy thì chúng ta không thể nào có được cái cảm giác của cái phía sau đó. Cô không hứa hả? Tại vì cô đi học thì không thích môn sinh vì nhiều lý do đó. Nhưng mà sau khi thi năm đó lại không có ngành sinh em. À xin lỗi, không có ngành hóa, chỉ có ngành sinh. Hết năm thứ nhất cô vẫn xin qua hóa không được, tiếp tục vẫn học hết năm thứ hai thì vẫn chịu qua hóa thì cô không học được. Mà sau này cô nghĩ rằng mỗi môn học nó có cái điểm hay của nó. Và cô nguyện với lòng mình rằng nếu mình đã giành môn sinh thì mình sẽ cố gắng nói thật to, nói thật rõ và đúng nhất là ra phần lớp. Cô đã học một cái học thi rất là thoải mái để cô tiếp nhận bài học. Cái bài này của cô khác là khi mà cô áp dụng những cái cách dạy như vậy, tại vì rất là khác so với những thầy cô khác. Tại cô nghĩ trước khi cô là cô đó là em. Trước khi cô là em, cô đã từng đi học, khao khát những gì mà ngày xưa tuổi học trò mình đã khao khát, những gì sợ hãi trước khi trả bài đó là mình đã trải qua. Rớt thì không sao, mình rớt rồi mình sẽ học lại. Không, người ta nói là mất thất bại là mẹ thành công mà, cho nên rớt không sao, học lại sao hết. Người ta đi đường thẳng thì mình đi đường vòng, mình sao mình đến được cái lúc em có một cái sức khỏe rồi là vòng một thì hoàn toàn thắng lợi. Đúng rồi. Mày đếm có mấy câu? Nãy giờ tao thấy mày mới sai có 2 câu mà, 2 câu 9 rưỡi là 10 điểm ấy. Không, 9 rưỡi 10 điểm đúng không? Là 2 câu. Together.
biết cái gì nè. Dạ đúng, dạ. I love the canteen, I love the library, I love the hero, I love the basketball, I love the high school, I'm being part of it.